Thì hôm nay ăn con gà thì nói chung cũng no nơ cuộc đời nên là cũng đáng đúng không? Cũng đáng. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì cũng nhân cái video mà mình đã troll mấy anh em mình cái chuyện câu chuyện con gà. Thì nó troll vào đúng một cái ngày chủ nhật nha các bạn. Cho nên là sáng anh em cũng có rượt nhau rồi, nhưng mà chiều anh em vẫn vui vẻ và họp lại với nhau. Thì hiện tại thì Trung Dũng Cảm và tất cả anh em đã tập hợp ở đây rất là đầy đủ. Thì Hiến với lại cô Ba thì chưa biết cái câu chuyện lúc sáng, cho nên là chắc là tí anh sẽ được cơ cho nghe. Còn, xin chào Khiêm Thật Dũng. Thì Khiêm Thật Dũng là cũng rất là gì vậy? Cậu gì vậy? Cái đồng mẹ này Khiêm tốn thật thèo, Dũng Cảm mình ngáo đé rồi mẹ. Thôi mày hỏi ông giấy tao với Mẫn mày, ông không cần suy nghĩ, ông không cần biết cái tâm tao nó tốt, mày hiểu không? Cỡ đụng giờ tao tướng đâu thiệt ai biết. Mẹ giờ làm món gì đây? Thì như dự tính là làm gà nấu dầu. Làm gà mà bây giờ mày hỏi hai anh đều biết đi. Hai anh đều biết gì? Cái thằng bơ đơ kia mà đều biết gì? Bé làm gì em? Món gà đé thì em đâu biết nấu dầu. Gà nấu dầu. Gà đây mà đổ dầu cho mình nấu gọi là gà nấu dầu nha mày. Chưa. Vậy nhanh mẹ, chụp anh luôn. Anh nghe nói cái món này em vô là tấu là ngu. Rồi xịt luôn ạ. Mát quá đây. Mát. Dạ ông không bật quần nó mát à. Anh mới hẹn vợ anh à. Chút một phê nữa. Thì đột mấy hiếp này đâu cũng chết luôn. Lỡ đang làm tới đâu. Biết là trời sắc sao mà nó sắc cái xô. Lỡ mẹ ngồi làm đi. Thôi xin lỗi. Thì anh em mình đau đủ. Còn thằng Bình ông hăng đuôi nó gì rồi đúng không? Cho nó gì vậy? Đồ mẹ. Nó cho ngu. Con nhỏ thì tôi mới thấy nào cho ngu như nó mà. Anh rung luôn mày. Anh thiệt anh rung luôn á. Em khép luôn mà. Em nói anh Hân này con người anh cái tâm nó không đâu tốt. Tâm tốt như vậy. Anh cầm cái cây anh dí em rủi mày em dắp em té anh đập cái chết em sao. Chơi với mày lá chơi mày cho ngu gì. Thì tại sao mình phải khò vậy? Sao mày phải khò vậy? Khò để chơi khò cho con gà ra xíu nữa nấu cho anh nhanh chín. Đúng không? À. Khò để dai nữa nô ra nữa. Chưa. Ông chọn lần rồi có chuyện tôi rồi. Tao đâu khùng đâu tôi chọn rồi. Đưa mẹ đồ. À chết rồi. Con bé tôi ném bơ hả? Mẹ. Gái được. Mẹ. Trời ơi đâu có con đâu. Chết rồi. Lỡ. Đang làm. Con nấu con gà chà bá là cha của con cá chà bô nha. Ông vô quay cho tôi quay ra. Sao khô dữ á. Trời ơi tao nói mày nè. Nó khô lắm. Nó tốn nước miếng. Đi chỗ này. Mẹ đi đâu rồi? Nó chưa mẹ đi đâu rồi? Đồ má cho mấy người kia nó kêu tao chạy trâu mà nóng kêu tao Khiêm Thật. Khiêm Thật Dũng rồi. Ok anh em nha, thì có mấy nhỏ nó quay chặt mình nha các bạn. Quay wow, tạt nước. Có nha, nó quay em nói anh nha. Thở nào nóng quay mà. Là chai em. Hello mọi người nha. Hay bác nạc Nobita nha. Mình chưa giờ thấy con gà nào mà cái số thịt nó y như thịt bò anh em. Mới thấy vậy không mà thấy chạy nước miếng không? Nói thiệt với anh em là con dâu dâu nu tương ông an trường an đâu còn ngang đâu hình con người ông dơ lắm, ông sống gì vật chất không à? Vật chất con gà ông le ông dí ông đùng bây giờ ông kêu thơm quá không? Mọi người không người ông sao hai mặt dữ đùng ông ăn gà mới chửi tao mày đúng rồi đúng rồi lưỡi gông xương nhiều đường lét léo lộn người rồi lộn người rồi nói đường lạnh nè chết nữa chơi ít thôi nhưng người anh kia bỏ không có thôi, không vừa thôi. À mấy đứa im ơi, anh quay xong một tí nữa anh nha. Vừa. Chỗ vô. Thư vừa ngon nha. Các bạn thấy mấy đứa nhóc sao mình không? Ngon. Cái mẹ mày làm với ai cho anh nữa mày? Anh thấy chim bao vậy? Không anh gì thâu. Tao không một tao đập máy á, tao không phải như người xưa đâu. À, sơ tử ra nè. Dạ có thằng nha. Cái nước dừa đưa tao làm miếng ngon. Thật chết nữa. Trời, đúng là dừa xiêm nha. Mà lấy cái dao mà gõ đều hiến cái. Trời, đúng không? Thì tại sao phải bao nước dừa vô Hiến? Nói chung là bao nước dừa để cho nước nó ngọt nha mọi người. Giảm đường lại. Wow. Nhưng mà nghe nói là dầu với đường nó không có hợp với dầu với là dừa nó không có hợp với nhau. Đúng rồi. Thì nói chung là chất dầu nó phải nói lên trên là mọi người phải biết rồi đúng không? Cho nên người ta mới kêu là dầu dừa. Ông kê này. Ôi giời. Tại cây nó mà nãy giờ cây nó dở nhiều. Nhiều đây nhiều. Quá nhiều.
Tự nhiên thấy rụng trứng luôn. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Ui thì anh em mình mới thằng hai cái trứng giái thôi. Bây giờ rụng hết, mình phải lấy gì xài đây chứ hả? Ẩm thực của mấy anh em nha mọi người thì cũng có con gà huyền thoại của ông Trung Địa Trâu cũng vậy. Mày cái đục nghe mày cái chuyện tốt đẹp mà không có nói chuyện khùng khùng lên mày. Đây là xe nha mọi người, cỡ lỡ mà. Xe không đều. Xe này, nói chung là cái đây gồm có những nguyên liệu như là nước dừa là quan trọng lắm nha mọi người. Quan trọng. Nước dừa. Bây giờ hiện tại là mình đang thiếu gừng, xíu là mình thái gừng sâu. Còn tất cả gia vị thì cũng có sa tớ này, với tiêu, với hành, ớt, rồi dưa gà. Gà bắt buộc phải có, không có đúng rồi, đúng bò rồi. Không vậy đâu. Làm gà nấu dầu mà không có gà đâu. Đúng rồi, nấu cho bánh mì vậy rồi. Dưa bánh mì nữa nha mọi người, bánh mì thì mình mua bò sẵn rồi, dưa chuối. Chuối thì chờ... Nó chín rồi bò phải sao? Đây nó chín rồi thì mình bò sau. Ok đúng nha mọi người. Rất là ngon các bạn ơi. Mình có thêm dầu rồi. Thâu dưa nữa. Nửa giá dầu rồi. Thâu. Thờ mình nói với các bạn nhìn cái nào là mình muốn ăn xe qua xe bi luôn á. Ăn của chiều ngày hôm nay nha mọi người. Đây là cái con heo á, cái con heo mình chặt mình mới làm thịt các bạn. Đây là mình làm một mình nó làm hết đây vậy rồi. Nói chung là đây là cái điệu nhảy của mọi người biết không? Má ở bệnh viện tinh thần gì nha mọi người, đâu đó tự lạng tí. Có ngày mai đi chơi vui á. Ngày mai là biết thì mình sẽ đi du lịch nha mọi người. Biết cái hóa đi luôn nha mọi người. Nói chung là chi phí của biết đây là biết lo nha mọi người. Mình nói chơi vui sao vậy? Có tiền nhá. Em kéo thao chơi cho sẵn nói rồi mà. Xin mời anh chào. Mày đưa ấp mạch vô đâu? Cái miệng mày vô nào đây là? Được nha mọi người nha. Anh Mẫn. Trông vô gì vậy? Nghe anh vô liền. Mẹ cái xe mày sợ mất cái xe mà đêm vô cung đây mày. Vậy? Giờ đây không có anh uống lòng nói cho này. Biết tới nơi rồi. Tới nơi rồi. Giờ này tết nữa mày. Mà em ơi, ai kêu anh vô anh vậy? Con gà đây, con gà trước. Anh làm thịt đó. Đúng không? Con gà của anh chắc cô á. Nhớ không? Cô anh nhớ không? Mấy con gà đó tao mày. Con gà đó từ bữa đó tao giờ em. Bỏ tủ lạnh. Ông cái đầu chế tao vẫn ngon như nữa bay. Giờ ông kêu mà. Nhìn như thiệt là máu hơn sáng tới giờ cha. Ok, nói cho Mẫn vô nha mọi người. Thì nãy giờ cũng đợi Mẫn với Bi mà giờ Bi là đi lỡ vô không kịp nha. Giờ chắc mấy anh em mình sẽ bắt đầu bướm thật đi. Em cảm ơn anh nha. Thấy anh cái vô liền. Nhờ anh có con gà anh. Cảm ơn quá. Mình thả ra mình nhìn thấy mình tức. Thấy tao cố mà. Em mua 250.000 sao không cảm ơn em? Mày thấy tao làm gà cố không? Vô mấy anh em mình sẽ vô bướm thật nha mọi người nha. Em nhà có chị dâu cho em tôi vô cho chị dâu. Bà tội lắm. Dâu bắn ăn cái gì? Ăn mà dâu nữa mày. Không, tôi ăn là tôi nhớ chị dâu tôi lắm. Tại vì bà tội lắm mọi người. Ở nhà bà lo cơm nước đầy đủ. Đừng chọc máu em tội. Mày sợ anh mày mày. Biết nó rất cực à. Mấy thằng hay nó hay coi phim Nhật á. Thằng nguồn nó nói vậy không? Anh hiểu ý chứ. Anh có bao giờ chị em thấy cũng thèm không? Là coi như là chị ăn cây cà rem của em. Bậy bạ không mày. Con gái nó giỡn nhau rồi, mình có nói gì nha. Không biết ở đây con nói bậy bạ không mày. Nghiền biết rồi phải. Hôm nay là bữa ẩm thực cuối tuần nha mọi người. Thì mấy anh em mình cũng rất là đầy đủ mà. Ông ăn cũng được. Bi thì nó đang nói lẹ mày. Ta ăn miếng nha. Không, bạn ăn đi, không có ai. Không có ai có nhiều nữa đó. Đâu. Không mà bé bé. Vô. Mình ăn cũng ăn. Bây giờ mình sẽ review sơ cái món ngày hôm nay ở trên lò luôn nha. Nó đang rất là nóng nha mọi người đó. Thì giờ mấy anh em mình ở đây cũng toàn là gia đình không. Có Quốc nhưng mà Quốc đã đưa vợ đi xuống dưới dùng các tiếng chơi rồi nha. Đây, mình sẽ ưu tiên khách khách VIP vô nha, anh ẩn trước nha. Nói chung là anh có gì anh ăn chân trước tại vì chân nó đi mỏi á. Mọi người đây. Được nha. Vậy là nó coi ông là cái gì vậy chứ đâu phải thịt thả. Sao cứ rồi đâu có cứ ngọc bình thì nha. Tiền đâu mua? Tiền đâu mua? Nhà mình còn gì đâu. Mà một chân anh que cầu tí á, hay là một cái nữa, là một cái nữa. Không. Mấy bây đừng. Rồi đúng á, bồi. Bỏ lại. Tấm lòng anh em mà làm vậy. Không, tấm lòng đó tao không dám nhận. Tao lấy cái đoàn hả? Anh láo. Thôi giờ mà bé đi. Giờ bé cho mình sẽ quốc trước mới ơi. Nhà mình bé đẹp mà. Múc cho bé thịt chén đi. Cho miếng ơi. Đây, cái nào xương xương này. Bé ăn mình thịt đâu. Đấy. Xương không à? Cho miếng nước cho. Đâu. Mày múc dễ mà. Nó nhìn hấp dẫn. Thôi giờ bây giờ bạn Mẫn mà cầm mấy gớ thì thôi giờ chắc bạn cà quét buổi trưa ngày hôm nay rồi chiều ngày hôm nay. Cho bé thưởng thức trước. Ai review trước cho ăn miếng ơi. Thôi lém ăn. Mình múc từng mà ăn cái này là mình phải ăn dưới bánh mì. Dạ hả? Đúng rồi, chứ mình ăn đừng ăn dưa bánh tráng gì. Vẫn nghe nói bữa nay ăn chay mà biết. Ờ. Nó mua gì Phật rồi. Không nghe nói bữa nay mà ăn chay mà. Em nói ông que mà vậy. Nói thì nó cũng mời mọi người nha. Không à? Vậy bây.
Hả? Cái gì vậy bé? Ăn nước gà nó ngon. Có chuối rồi nha mọi người. Ngon quá. Hôm nay Hằng làm ẩm thực, mời mọi người dùng chung với tem. Vậy ăn miếng thử ngon mà. Bất kể rồi. Mẫn xuất hiện là mang tiếng cười cho mọi người liền vậy rồi. Cũng cần biết. Sao mày mốt cục tàu xương không vậy? Anh ơi, đục nó tức dữ không? Đục. Anh về đây tao bị mang tiếng quan tâm. Mày nói chết tao 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 giận giận. Ê, tao mà nói chết mày á, con về đây à. Tao ăn chịu mang tiếng quan tâm giữa vàng luôn á. Cái gì mà tiếng tâm? Trời ơi nhầy. Anh miếng cái đuôi. Gà đây mua mà anh mang tiếng quan tâm. Hello các bạn em. Thì mình cũng lần đầu tiên mình làm món đây nhưng mà đụng tao làm chứ mày làm đâu. Tao cũng hẹp kênh mạng với mày mà. Cười lên em, cười lên cho vui của cho em. À, cười. Hello các bạn nha, thì là mình cũng review cái món gà nấu dầu nha mọi người. Nhưng liệu nó có, chắc chắn là phải có gà đâu. Gà đây. Mày nói nhiều không? Rồi muối đây. Rồi bùng ngọt, đúng không? Nước mắm. Rồi chuối. Rồi sả. Hủ sa tớ, rồi xong, là ăn. Nói mà đúng miếng chay luôn. Anh Hằng, anh Tàu, anh không ăn nha mọi người. Chua. Mà anh cầm mấy từ 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 để có hết nào đâu. Ngon lắm mọi người. Bây giờ đi luôn. Đầu bếp nha. Đầu bếp phía mọi người. Bây giờ nói chung là mình ăn thích ăn cố à. Nói chung là tại vì là nói chung là con gà là mình cũng kho rồi, cho nên cái da nó bị vàng nha mọi người. Mình kho để cho nó dai á. Với lại nấu cho nó nhanh chín, cái da nó khỏi bị dạng như là mình chấm nó sẽ giòn hơn. Mình chấm muối nha. Wow. Anh Hằng ngó này anh Hằng. Quên, khán giả nhìn mình ăn nha. Mày nói gì mà? Mày đơ mà sao mình nói vậy? Mày ăn trai mà ngồi mình nói hoài. Đồ, em nghĩ nó không ngon mà ngon không tương anh. Ừ. Rồi. Mày với em luộc là tiêu rồi. Gà luộc. Gà nồi mà luộc. Nói vậy thằng Mẫn đụng nó coi mày ra cái gì nữa. Đưa tôi quay cho. Không. Đưa tôi quay cho. Không Mẫn gì cho tôi sợ ông đập cái camera tôi quá. Còn không ông đi vô đi. Để tôi ăn miếng đi. Vậy đâu. Nghe mọi người cái món ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Thiếu trung dũng cảm mọi người quên. Kim thật dũng. Kim thật dũng em. Anh cái phần của anh Kim thật dũng á, đưa em ăn luôn. Hử? Đúng á. Rồi nó vô nó hỏi anh rồi anh làm sao? Mày ông chửi em gái mà. Mà đúng hen. Cũng hợp lý chứ. Mình giữ thời gian em. Mình giữ thời gian mình. Nói chung là miếng ăn miếng tồi tàn mình. Ông cứ coi này, ông vô nhà vậy đâu. Anh cứ đang đau anh cứ quay mơ gì. Rồi khán giả nói quý mập đó, chạy yên nó ăn như quý. Ê, tôi ốm không? Đừng ăn nữa. Anh Hằng. Nếu tính rằng Mẫn nó ốm mà, nó nói đâu có ốm đâu, nó nói mạnh như vậy nè. Trời ơi, chọc rồi tức gì. Thành cái phấu phí. Bởi là em mua mà xong, ai cảm ơn em chạy. Cảm ơn anh Hiến nấu em nhờ. Cảm ơn em. Mày đừng nhắc vào nỗi đau của Mẫn. Mà nói nữa là Mẫn nó đập mày, tao nói trước. Tôi đúng không? Anh mà không cảm ơn ngày hôm sau là con gà anh em cho vô nầu thiệt. Cái đó không được nha Bình, cái đó không được nha. Em nói đâu, có cảm ơn không? Cảm ơn. Mà nó ép Bình. Hello các bạn, mình review món cục thứ hai cho mọi người. Nói chung mình sẽ ghép cho anh Mẫn, từ em ghép cho. Mình tỉnh nè. Tao ăn miếng chuối đây. Nói chung mình đưa chưa lại cái miếng thịt gà cho anh Mẫn. Miếng chuối mà tốt quá, mày tốt quá. Không nhầm đi. Không, cảm ơn. Bất ngờ vậy rồi, bây giờ mình cũng biết nói gì hơn mọi người. Ui mà ngon quá, nãy giờ cứ đứng đây mà coi thì mấy anh em ăn mà tự nhiên nước miếng của mình cứ nuốt. Mà thiệt ra trong tay mình cũng có cầm miếng cái trước trung trái trâu nha mọi người nha. Thèm gì. Ui ngon quá mọi người. Ngon quá. Mọi người nha. Làng nhìn lăng khói phôi phai đưa bước em xa dần. Bài chỉ ăn chung múc. Đồ anh dữ, anh nhìn anh dữ không? Mày ở đâu nào? Bây giờ sao anh đừng có chịu ông vô tốn quá. Anh thấy mấy anh em sống nào, múc, dày không được. Đúng rồi. Múc cho anh em có cuối nào ăn chứ. Đúng rồi. Nhẹ quá. Múc nhưng mà miếng thì cho xuồng tàu anh. Ông anh cái chân này. Không. Cái chân này. Không. Múc miếng thì người thấy không? Cho ông kêu xin bộ ông vô. Anh mà nó nóng nóng vậy nó ngon lắm. Đuôi anh chan bằng cái đuôi anh. Đây đuôi này. Đuôi bếp này. Đây đuôi bếp này. Đây đuôi bếp này. Không. Tao ăn đuôi. Tao ăn đi. Cái đám mà anh cho. Không. Thiệt ra là hồi nãy giờ mình biết là có ngon hay không nha. Bởi vì mình chưa có ăn tới miếng thứ tư. Nhưng mà mình thấy Bình không có một cái tiếng nói nào hết. Ông đừng ăn đây, đỡ tụi tôi ăn tôi Mày ăn. Bình, anh vẫn nhắc lại với em. Miếng ăn là miếng tồi tàn của Bình. Bình anh ăn muốn á. Không ăn là muộn màng cả anh em. Không ăn là muộn màng cả anh em. Cái tao qua cho ông biết. Món mặn lắm, ông vô ơi, món mặn lắm. Mặn nữa nè, thâu vô dừa thâu vô. Thì em nói gì cho sao em đi vui vậy. Ý là món này nó dừa lắm, anh Hằng đừng ăn chị đợi em ăn giùm cho. Vậy rồi sao Mẫn sao nó cũng dớ hay sao mà nó ngồng im ru nó anh cũng em, nói vậy. Anh em sợ anh ăn dớ nên là ráng ăn hết. Mình chắc cũng phải làm chén cho mình chịu hết nấu rồi nó thiệt. Quay chút nữa. Không, ngon mặn lắm, dớ mặn. Thưa thiệt mọi người là mình không chịu nấu nữa.
Thằng Bình dứt điểm đi đâu. Không chịu đâu. Bình nó không có tiếng nào là biết đâu. Đây mọi người. Ngon lắm nào. Giờ cũng biết là nói làm sao nữa. Nhưng mà bây giờ á. Anh nói gì? Món anh nói gì? Mặn lắm không? Mặn lắm. Đừng ăn chị. Mọi người nha. Chấm miếng nha. Giờ review anh mà hỏi biểu nói. Nắng. Ừ. Ê. Nói cho người ta hiểu chưa? Mặn nó sợ mọi người. Do nó sợ mình bỏ độc đây. Vô. Anh cái mỏ ông nhọn dứa không? Anh được rầu. Cười. Tu cái mỏ chi vậy? Trăm miếng muối nó mới đã mà. Bỏ chớ mặn mà. Vô ăn luôn cái đầu đũa luôn kìa. Anh sao anh ngon. Chù cái mỏ sao mà. Mỏ hơn mà. Quên cái miệng cái miệng. Hơn cái miệng tao không giống miệng. Mọi người nhắc mới nhớ này. Ông Mẫn nhắc mới nhớ này. Mọi người nhìn kỹ tới đây không phải dưới đây là phải anh em cùng ông nậu và các ông già. Đúng không? Đúng không? Ông già nó hơn xui. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Cái mỏ nhọn nhọn mà cốt cốt má giống nhau này mọi người. Trời ơi nhìn kỹ cười cái coi. Giống y gì. Mình giỡn mọi người nha. Mình với Mẫn là bạn học. Chứ không phải nói là mấy câu bà già Mẫn nghe bà chứ. Mới cho anh bảo anh giang hồ em bởi em kêu máy nào vô bính trong chạy đầu dưới ông bắt mặt. Đâu dưới anh. Mày diễn sao mà. Mày diễn sao dưới mày. Ôi dồi. Ngon quá ngon quá. Mày ní ra coi. Quá chết nữa nè. Quá cái nói chung là hôm nay là cái món này ngon quá nên lặn chút nha. Ê Bình mày giữ thời gian chút Bình. Lặn. Tao vừa nó ra ăn hết cái tô tao cắm đầu. Tao đâu lặn bữa chứ như làm lẹ mày. Ông Hân máu cầm số đó để làm ẩm thực đầu tẩu á. Ông tôi lè ông Mặn ơi. Thì đã cầm đầu có tiền thì mình phải ăn chứ. Bây giờ cầm phải đóng tiền lãi ngân hàng nữa chứ. Cỡ, cái đó tính theo. Đùa, không bất kỳ rồi. Đúng không? Gì cạn tèo đá má gì vậy? Vậy đây, múc cái chân lên, đừng múc thịt chi. Múc chuối nha. Chuối, múc thịt không vậy? Nếu mà món đây là mình ăn không nữa nào, thiếu chuối. Chuối vậy? Vì ở đây là một rừng chuối nên đâu tốn tiền chuối đâu. Ờ đúng á, một rừng chuối à. Em cũng thích ăn chuối lắm. Nhảy biết mày thích chuối ấy. Ừ. Đúng rồi. Cho nó mà không thích ăn chuối nó béo làm sao mày. Ông nói gì cơ vậy? Lo đi đâu. Không cái đoạn này không cái không cái cái quần. Trời lẹ bay. Đưa tao múc miếng như vậy. Thì múc đi. Múc ơi, đoạn thấy quay camera là que liền. Người sao mà thấy cái máy quay là ông nhưng mà thằng Mẫn nó biết cái quà gì ta. Ông hư mùi. Tao gần nhà đây mà tao bay mùi cái bay liền nhanh lắm. Người ông sao mà cái thằng Mẫn nó ghét dữ không Mẫn. Có anh là có ông liền Mẫn. Quá rõ ràng. Quý gì? Mà chứ ông múc giống lửa luôn vậy. Tao đã nói tao lặn cho tao đâu múc đâu. Tao nói tao lặn mà. Bức vậy rồi. Mẫn là hồi trước là nó học thợ lặn lớp à. Chúng không bức. Cái đuôi mới làm. Dài mới làm. Mày ngăn. Dài như bánh tráng. Anh gùi dài. Đây với mình không hay cùng. Mình là nó đúng không? Thiệt. Em đừng có lợi dụng như thế. Má anh vô sao rồi. Còn dính nữa thì gà. Nói chung là cảm ơn cái mùi vị này mà Mẫn cái mặt ngày hôm nay. Vậy là nghe mùi mà đến. Đúng. Rõ ràng. Nhưng mà lỡ nhai này mà đỡ nói. Thì món gà hôm nay là món gà đây là nói. Đúng không? Là nó món gà. Ngon hơn những cái con gà khác. Đúng không? Vì con gà đây nó có 2.5 triệu. Đinh có. Măng tiên có. Nói chung mà là tất cả các mùi vị. Thôi đừng chấp nữa Mẫn. Thì hôm nay ăn con gà đây nói chung cũng nơ cuộc đời nên là cũng đáng đúng không? Cũng đáng. Quá là tuyệt vời, đúng thiệt, không có thứ nào mà hơn cái nhưng mà cái đừng màn cảm nói xúc chứ, của nói mấy anh chị em ở trên mạng đừng có bắt chước làm theo nha. Chết rồi. Bằng tiếng chết rồi. Nhưng mà ngon hơn là em biết sao nữa không? Anh chùa. Không mua cho anh nữa ngon. Ok người ơi, bây giờ cái nồi gà đây là cũng gần hết rồi. Cái đoạn đây là để dành cho thằng Bi nha. Đây, thôi bây giờ là chắc anh em mình sẽ dừng cái video ẩm thực ở đây nha mọi người. Đỡ ngầu ăn nói chuyện với nhau một chút. Một tuần rồi, một tuần trôi qua mà anh em mình đã trải qua những cái ngày làm video. Và đây là cái ngày cuối tuần mà anh em mình ngồi với nhau nha. Đáng lý là có Trung, mà Trung là đi lỡ nên là không có vào kịp. Và có Quốc nha, nhưng mà hôm nay Quốc có đâu? Qua đây, giờ quả lộn, Nam đâu? Quốc thì hôm nay đi xuống ở dưới biển đi với vợ có việc nha mọi người nha. Nên là mấy anh em mình sẽ dừng video ở đây. Và một lần nữa là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn thương mến và ủng hộ tất cả các anh em mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Nếu như mọi người cảm thấy thì mình vui hòa đồng thì hãy đừng quên đỡ lại cho mấy anh em mình một like, một subscribe và một share nha mọi người. Mặc dù mọi người nhắn cái tay nó không có mệt gì, nhưng mà đối với mấy anh em mình đó là động lực đỡ mà luôn luôn tìm hiểu và cố gắng ra những video tiếp theo hay hơn nha mọi người nha. Còn một lần nữa thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bye bye. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon.